Thưa quý vị, tôi tin là khi mà những âm thanh hình ảnh vừa rồi vang lên thì đã gợi lại trong ký ức của rất nhiều người cảm xúc say mê với bộ phim Bao Thanh Thiên cách đây đã hơn 20 năm. Vâng, hơn 20 năm rồi, đã có nhiều phiên bản phim Bao Thanh Thiên được thực hiện, nhưng có lẽ là phim Bao Thanh Thiên của thời đó thì vẫn có sức hấp dẫn hơn cả. Và góp phần vào thành công đó thì phải kể tới là giọng lồng tiếng hay là thuyết minh phim. Và hầu như thì chưa ai nhìn thấy ông cả, nhưng mà giọng đọc của ông đã thấm vào trái tim của người xem qua từng tập phim. Hôm nay chúng tôi đã mời được ông tới đây, xin giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Thạch. Xin cảm ơn chú Nguyễn Ngọc Thạch đã đến với trường quay cuộc sống từ ngày hôm nay. Đấy, có lẽ là rất nhiều người vui mừng khi nhìn thấy chú ấy, bởi vì là đã nghe thấy giọng chú rất 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 nhiều lần qua các phim Bao Thanh Thiên rồi. Chú Thạch ơi, khi mà chú dịch làm cái thực hiện cái phim Bao Thanh Thiên ấy, thì hình như cháu biết là lúc đầu chú chưa phải là có cái nhiệm vụ là thuyết minh ngay đâu, mà là dịch phim đó chú ạ. Vâng, đúng thế. Hồi đầu tiên năm 1994, khi tôi làm cho đài truyền hình Hà Nội, lúc đầu chỉ là dịch phim thôi. Sau đó thì các anh ấy nói là thiếu người thuyết minh nam, thì anh ấy mời chúng tôi là đọc thử xong mình thấy là đọc được. Thế thì là cứ thế là thuyết minh mãi đến bây giờ. Thế thì khi đó chú đang làm công việc gì ạ? Lúc đó thì tôi đang làm ở công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5, tôi làm ở phòng tổ chức hành chính công ty. Là một cán bộ ngành xây dựng mà không liên quan gì đến Không không phim liên ảnh quan gì cả. Vâng. truyền hình. Dạ, cháu được biết là chú đã thuyết minh rất nhiều bộ phim hay rồi, đặc biệt là những cái phim truyền hình của Trung Quốc. Thế nhưng mà hơn 300 tập phim của Bao Thanh Thiên thì chắc hẳn là rất đặc biệt với chú. Vâng, đúng thế. Phim Bao Thanh Thiên nó đem lại tôi một cái điều rất là sung sướng, tức là tôi được thuyết minh một cái phim mà nói về cái tâm tư của mọi người và được thấy rằng thì là luật pháp được thực thi một cách rất là nghiêm túc, rất là được của một cái người như Bao Thanh Thiên, khiến cho mọi người đều thấy là tin vào công lý, tin vào cái sức mạnh của cái luật pháp của nhà nước. Dạ. Cách đây 20 năm thì chắc chắn là khi đó cái công nghệ của mình làm phim, dịch phim nó còn lạc hậu hơn bây giờ rất là nhiều. Và chú có thể chia sẻ cho bọn cháu là khi đấy thì cái quy trình để chú dịch từ cái tập phim rồi đến khi mà thành một sản phẩm cho khán giả xem thì như thế nào? Khi đó đúng là rất là lạc hậu. Hồi đó là tôi phải xem phim này, xong thì có bản thuyết minh này, rồi thì là phân cảnh ở trên bản thuyết minh, sau đó thì là dịch ra từ bản thuyết minh, sau đó thì đến đài truyền hình để mà đọc. Và mỗi một lần buổi tối thì thường thường là đọc được khoảng từ 3 đến 4 tập phim. Dạ. Vâng. Cháu thấy là hơn 20 năm rồi nhưng mà giọng của chú hình như là không không có nhiều thay đổi, vẫn như thế. Cho nên là hôm nay bọn cháu cũng có một cái sáng kiến là muốn được nghe lại giọng của chú đọc lại một đoạn trong một cái tập phim Bao Thanh Thiên thì có được không chú? Vâng, rất sẵn sàng. Dạ, chúng cháu có chuẩn bị sẵn, mạo muội đã chuẩn bị sẵn một cái đoạn dịch như thế này, và bây giờ chúng cháu sẽ chạy hình của bộ phim đấy. Nhưng mà không không có lời thì chú sẽ đọc lại để cho khán giả hồi tưởng lại đúng không ạ? Vâng, được ạ. Đây cháu xin mời chú, đây là lời của một đoạn ở trong phim Bao Thanh Thiên thời đó. Vâng. Trần Thái Úy, bản phủ niệm tình ngài có công với triều đình, nên trên công đường của phủ Khai Phong có một chiếc ghế cho ngài ngồi, nhưng theo quốc pháp mọi người đều phải bình đẳng. Bao đại nhân, tâm nguyện của lão phu đã hoàn thành, xin ngài cứ phép công việc công mà làm. Được. Cha, nhạc phụ đại nhân, trên công đường không được làm ầm ĩ, lôi ra ngoài. Bao đại nhân, cha. Trần Thái Úy, ngài là trọng thần của triều đình nhưng lại coi mạng người như cỏ rác, cố ý phạm pháp, quốc pháp khó dung. Bản phủ phạt ngài chịu tội chặt đầu. Vương triều Mã Hán, Trương Long triều Hồ, lột mũ, cởi bỏ quan phục. Khai đao. Hay quá, cảm ơn chú. Không có gì. Vâng, cháu nhớ là khi ngày xưa xem thì suốt ngày chúng cháu cứ nói là khai đao theo giọng của chú, bởi vì nó quá là ấn tượng đấy Vâng. ạ. Chú Thành ơi, không biết là với cái nghề mà thuyết minh phim ấy ạ, thì có bao giờ chú gặp một cái tai nạn nghề nghiệp nào không ạ? Có lẽ là chưa Dạ. chưa gặp.
Thường thường thì đôi khi mà thấy là họng của mình không được tốt lắm thì phải uống thuốc rồi là ngậm các cái thứ mà thảo dược để cho cái giọng mình tốt hơn. Nên là hầu như là chưa bao giờ có cái tai nạn trong nghề nghiệp thuyết minh phim của tôi cả. Thế thì qua mấy chục năm làm nghề thuyết minh phim thì chưa có một cái kinh nghiệm nào để đời nhất để cho mỗi ai đó mà muốn trở thành một thuyết minh phim thì nghĩa phải phải lưu ý không? Tôi quan niệm như thế này, người dịch phim mà thuyết minh phim là tốt nhất, bởi vì người đó rất là hiểu cái bản thuyết minh, nên là khi lồng tiếng thì nó sẽ chính xác hơn và chuẩn hơn. Tuy nhiên thì nếu mà làm thuyết minh phim thì phải ít nhất là am hiểu một chút ít về cái tiếng mà mình thuyết minh, ví dụ như là tiếng Trung Quốc hoặc là tiếng Anh, tiếng Pháp vân vân, thì như vậy thì mình thuyết minh phim nó sẽ chính xác hơn, nó chặt chẽ hơn và đúng